Xin chào các bạn. Máy làm mát cao cấp Daikyo DK4500D là dòng sản phẩm dân dụng, thích hợp sử dụng cho các không gian kính hoặc mở, có diện tích từ 25 đến 30 mét vuông. Để hỗ trợ người dùng một cách tốt nhất, hôm nay Đại Việt sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng và vệ sinh máy làm mát cao cấp Daikyo DK4500D đúng cách. Máy làm mát cao cấp Daikyo DK4500D có thiết bị điều khiển từ xa nên rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Để sử dụng sản phẩm hiệu quả, bạn hãy đổ nước đầy đến mức hiển thị vạch nước. Nếu muốn mát hơn, bạn có thể thêm đá lạnh vào nhé. Sau đó, bạn cắm điện và bật nút On-Off ở bảng điều khiển trên thân máy hoặc thiết bị điều khiển từ xa. Lúc này, máy sẽ chạy với tốc độ trung bình và sau đó trở lại hoạt động tình trạng bộ nhớ được cài mặc định sẵn. Tiếp theo là nút Cool, bật chế độ hoạt động với nước. Khi bật nút này, bơm nước bắt đầu vận hành để đưa nước lên ướt tấm làm mát. Sau 1 phút, hơi gió thổi ra sẽ mát hơn và cung cấp cho bạn một môi trường mát mẻ và dễ chịu. Để điều chỉnh tốc độ gió, bạn hãy ấn nút Speed. Đèn tín hiệu trên màn hình sẽ hiển thị các tốc độ gió từ thấp, trung bình, cao mà bạn có thể lựa chọn tùy vào nhu cầu sử dụng. Tiếp đến là chế độ Swing, dùng để đảo miệng gió tự động quay trái, phải và ngược lại. Còn nếu bạn muốn hủy chế độ tự động quay trái phải thì bật nút Swing lại một lần nữa. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, không được dùng tay điều khiển thủ công miệng gió quay trái phải vì dễ làm hỏng motor mà phải dùng nút Swing trên bảng điều khiển trên thân máy hoặc thiết bị điều khiển từ xa. Cuối cùng là nút Timer dùng để kích hoạt chế độ hẹn giờ. Chế độ hẹn giờ bạn có thể thiết lập trong vòng 24 tiếng tùy thuộc vào thời gian bạn muốn sử dụng máy. Máy làm mát cao cấp Daikyo DK4500D mang chất lượng và tiêu chuẩn hàng đầu Nhật Bản, khắc phục được nhược điểm của điều hòa và các thiết bị làm mát khác. Máy tiết kiệm được 90% điện năng so với điều hòa. Để tiết kiệm năng lượng và túi tiền, nếu không sử dụng nữa thì hãy ấn lại nút Off để tắt máy. Lưu ý, nếu bạn sử dụng thiết bị điều khiển từ xa thì mỗi lần nhấn nút thì máy sẽ phát ra tiếng beep để báo hiệu máy đã nhận được tín hiệu điều khiển. Để sử dụng máy làm mát cao cấp Daikyo DK4500D được bền lâu thì tùy thuộc môi trường hoạt động mà khoảng 1 đến 3 tháng bạn nên vệ sinh máy một lần. Việc vệ sinh máy khá đơn giản. Trước tiên, để vệ sinh máy làm mát cao cấp Daikyo DK4500D, bạn phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Sau đó, chúng ta bắt đầu làm sạch bằng các bước sau. Vặn chốt ngang để lấy hai tấm lưới lọc ở hai bên thân máy ra, rồi tiếp tục vặn chốt ngang ở phía sau lưng máy để lấy hai tấm lưới lọc phía sau. Tiếp đến, dùng tua vít để tháo ốc vít ở phía sau lưng máy, nhấc nhẹ tấm khung đỡ cùng tấm làm mát ra, rồi đứng từ phía sau lưng máy để gỡ hai tấm làm mát ở hai bên hông máy. Sau đó bắt đầu làm sạch các bộ phận. Đối với 4 tấm lưới lọc thì bạn chỉ cần dùng bàn chải mềm và chất tẩy rửa chuyên dụng rồi nhẹ nhàng chải sạch bụi bẩn, rồi rửa sạch lại với nước cho sạch. Còn đối với 3 tấm làm mát Cooling Pad thì vệ sinh rất dễ. Bởi nhờ cấu tạo độ rãnh 45 độ nên bạn chỉ cần dùng vòi nước để xịt vào các rãnh để làm trôi bụi bẩn. Sau khi vệ sinh 4 tấm lưới lọc và 3 tấm làm mát thì bạn đưa đi phơi cho khô. Tiếp đến, vệ sinh motor và cánh quạt thì bạn hãy sử dụng vải mềm để lau vệ sinh sạch sẽ. Còn phía trên, trong thân máy, bạn chỉ cần dùng một tấm vải mềm ẩm để lau sạch. Đối với máy làm mát cao cấp Daikyo DK4500D thì bình chứa nước dạng dính vào máy nên bạn hãy mở van xả nước nằm dưới đáy máy để xả toàn bộ nước có bên trong máy ra. Sau đó, đứng phía sau lưng máy dùng khăn và nước tẩy rửa lau sạch bồn chứa nước. Bạn cần lưu ý là khi mở van xả nước phải cẩn thận, không làm rơi ron cao su ra theo dòng nước xả. Bởi ron cao su này có tác dụng làm kín van xả nước bên trong van, không làm rỉ nước. Sau khi vệ sinh sạch bình nước, bạn hãy đóng van lại, đổ nước sạch vào đầy đến mức hiển thị vạch nước. Cuối cùng là làm sạch thân máy, bạn hãy dùng một ít chất tẩy rửa nhẹ nhỏ lên một chiếc khăn ẩm mềm rồi lau sạch. Như vậy, chỉ một vài thao tác đơn giản mà chúng ta đã vệ sinh sạch sẽ máy làm mát cao cấp Daikyo DK4500D. Tiếp đến, đợi cho tấm lưới lọc và tấm cooling pad được khô thì chúng ta sẽ lắp theo tiến trình ngược lại như khi tháo ra.
Đối với miền Bắc và miền Trung Việt Nam thì máy sẽ không hoạt động vào mùa lạnh. Do đó, để máy được bảo quản tốt thì khi kết thúc mùa nóng, bạn phải vệ sinh máy sạch sẽ. Sau đó, quấn ni lông lại để đảm bảo vào mùa đông không bị côn trùng vào làm tổ, làm ảnh hưởng tới cấu tạo và chất lượng sản phẩm. Gọi ngay 1900 633 307 để được tư vấn miễn phí.